Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam thường niên được tổ chức vào ngày 23 tháng 8 tại Hà Nội bởi Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI và Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam với chủ đề Cuộc đua xanh toàn cầu từ chiến lược đến thực hành kinh doanh bền vững. Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định Chính phủ sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trong chuyển đổi xanh. Trong thực hiện phát triển xanh, doanh nghiệp giữ vai trò hết sức quan trọng. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có thể quyết định mức phát thải khí nhà kính. Doanh nghiệp vừa là chủ thể, vừa là tác nhân, tác động tới biến đổi khí hậu. Hơn lúc nào hết, các doanh nghiệp cần phải tăng tốc hành động, hướng tới mô hình sản xuất kinh doanh có trách nhiệm và bền vững. Thời gian qua, các doanh nghiệp đã chú trọng vào tổng lợi nhuận. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và lâu dài, doanh nghiệp không chỉ tạo ra giá trị cho cổ đông mà còn cần tạo ra tác động cho xã hội. Đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững cần song hành để đạt được các mục tiêu kinh doanh, đồng thời giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường. Những nội dung được thảo luận tại diễn đàn bao gồm thúc đẩy chuyển dịch năng lượng bền vững, đẩy mạnh triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn, xây dựng chuỗi cung ứng xanh, thực hành khung đánh giá môi trường, xã hội, quản trị. Lúc này chúng ta không chỉ là nhận thức, không chỉ là kêu gọi, mà đây là lúc mà chúng ta phải nhận thức. Nó là những chính sách đang hình thành và sẽ hình thành, và nó sẽ là cơ hội cho những nước chuyển đổi, và nó sẽ là thách thức và một hàng rào không thể nào qua được cho các nước mà có sự chuyển đổi chậm. Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam 2023 là sự kiện thúc đẩy đối ngoại về phát triển bền vững giữa cộng đồng doanh nghiệp với các cơ quan quản lý. Đây cũng là diễn đàn đối thoại về tăng trưởng bền vững nổi bật nhất của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam được tổ chức trong năm.